Với trái tim đầy nhiệt huyết, với tinh thần sáng tạo, ham học hỏi và khát vọng cháy bỏng, thanh niên luôn luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Đó là lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho thanh niên Việt Nam tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 ngày 15 tháng 12 năm 2022. Qua lời Tổng Bí thư cũng đã thôi thúc thanh niên Lâm Đồng tiếp tục học hỏi không ngừng, sáng tạo và cống hiến cho quê hương dù ở bất cứ vai trò vị trí công tác nào. Giản dị như những đóng góp vào việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, những hoạt động thiện nguyện trên khắp hơn 140 xã, phường, thị trấn. Trước đây thì bà con mình xài những phân hóa học, phân phân bón thì bây giờ nó cũng đang rất là mắc đó, cho nên được giúp đỡ bà con tạo ra được một cái sản phẩm mới, giúp bà con sẽ chủ động hơn, không có tốn nhiều chi phí cho phân bón nữa. Hay là những gánh vác tiên phong của người trẻ trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế cho quê hương. Cách hành động vì quê hương của mỗi bạn trẻ tuy khác nhau, nhưng đều xuất phát từ điểm chung mạnh mẽ nhất, đó là tình yêu mảnh đất Nam Tây Nguyên da diết. Chính những suy nghĩ giản dị nhưng vững chãi và đầy quyết tâm của các bạn trẻ đã minh chứng một cách thuyết phục nhất cho lý tưởng sống, trách nhiệm và khát vọng của thanh niên hôm nay. Hiện tại em thấy huyện em á, thì diện tích trồng thì rải rác, chưa có tập trung. Thứ hai là cái tiềm năng về nông nghiệp thì lớn nhưng mà chưa có trồng theo kiểu như là tập trung với sản xuất đại trà. Thì em muốn hướng về làm á, thì làm nông nghiệp sạch, tạo đầu ra cho thị trường với đảo cho quê hương mình có nguồn đất phát triển nông nghiệp tốt để phát triển về nông nghiệp mạnh lên. Thì mình cứ làm thôi, mình góp được cái gì thì mình góp được vật chất thì mình góp được tinh thần thì mình cứ góp. Thì mình cứ làm, cứ công hiến đi đã. Rồi mọi người sẽ công nhận cái việc mà mình đóng góp đấy. Lúc đầu cái dự án tụi em về thì cũng không ai biết cả, thực sự là như thế. Thì dần dần thì mọi người cũng biết đến dự án của tụi em nhiều hơn, mọi người cũng ủng hộ tụi em, mọi người cứ cổ vũ tụi em thì tụi em nghĩ là cái dự án này càng ngày càng được nhân rộng ra. Bằng tình yêu quê hương tha thiết, nhiệt huyết tuổi trẻ, sự mạnh dạn và tư duy mới ấy luôn căng tràn ở mọi vùng đất, đầy tinh thần quả quyết để Lâm Đồng thêm thênh thang kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của vùng đất này. Vùng đất sẽ trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Đó là cách mà thanh niên Lâm Đồng đang ngày đêm tận tâm hết mình với sự chủ động tiên phong và nhiệt huyết nhất cho quê hương hôm nay và vì quê hương ngày mai. Với cái mong muốn là phát huy tốt nhất và tích cực nhất cái tinh thần sức trẻ, tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh niên. Trong các hoạt động của tháng thanh niên, chúng tôi mong muốn là các bạn đoàn viên thanh niên cũng như các bộ đoàn trong toàn tỉnh triển khai nhiều các công trình phần việc, các hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, hướng về những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để triển khai thực hiện, phát huy tinh thần cao độ của thanh niên trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đặc biệt là cái chuyển đổi cái giống ngành nghề, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các bạn đoàn viên thanh niên. Có hoạt động khác có thể nói rằng là nhiều ý nghĩa hơn, đó là tiếp tục triển khai thực hiện cho các bạn đoàn viên thanh niên, đồng hướng dẫn cho bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên thực hiện cái nội dung chuyển đổi số và nhiều các công trình phần việc ý nghĩa khác để góp phần vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ở bất cứ thời kỳ nào, lý tưởng của thanh niên cũng là mạch sống, là dòng chảy xuyên suốt. Đất nước đang trên đà phát triển, rất nhiều cơ hội và thử thách được mở ra. Điều đó đồng nghĩa với việc rất cần lực lượng thanh niên góp sức. Dân tộc Việt Nam có lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tạo nên truyền thống và bản sắc văn hóa. Anh hùng và nhân ái, vị tha và khoan dung, cố kết cộng đồng và thủy chung tình nghĩa. Đó là những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, của phẩm giá Việt Nam. Tuổi trẻ được hấp thụ, nuôi dưỡng để lớn lên thành người từ những ngọn nguồn như thế.